cái trụ này nó chắc đấy anh ạ. Anh thử trượt ghế đi. Tay như này à? Thì khi mà chưa lắp thì anh cầm nắm vị trí nào cũng được. Khi lắp hộp lên thì anh chỉ thay đổi vị trí để mình thao tác bằng tay thôi. Hộp nào cũng vậy, xem nào. Anh kéo lên rồi. Nhấc lên ạ. Nhấc lên. Vâng, tại vì ở đây nó có một cái gờ này. Trước hai cổng, sau hai cổng. Cái này cứ cắm vào đây nữa. Vâng, một đầu cắm vào đây, một đầu kết nối vào USB bên này. Cái này điều đi. Nhưng mà trong này là sạc được luôn, cắm sạc được. Dạ vâng, đúng rồi, một vào ba ra. Một vào là đâu, vào đâu? Tức là anh vào một đầu này đúng không? À, cắm cứ điện. Vào vâng, vâng. Lấy điện một đầu và ra ba đầu. Như này thôi. Dạ vâng, đúng rồi. Anh có dây sạc điện thoại đây không? Còn lấy cái thùng giấy này không ấy rồi. Có, đừng dùng. Đây, cũng cắm. Nói điện đấy.